Xin chào mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý cô chú, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội, một dự án rất là mới, hai căn ở phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái diện tích rất là rộng, 36,5m² trên sổ đỏ và diện tích xây dựng thực tế ở trên phía tầng 2 xây đua ra thì ở phía bên trên của căn nhà khoảng tầm 38m². Với căn nhà này nó thuộc tổ dân phố 4 phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và có chỉ duy nhất hai căn sử dụng chung trên một ngõ với cái hướng nhà là hướng Tây Nam. Với cái căn nhà này thì mặt tiền của ngôi nhà là 5m15 và mặt hậu là 5m18 mọi người nha, có nở hậu một chút đó. Ở trong một số cái video ấy mà Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người thì cũng có một số cái video em nói nhầm về cái mặt tiền ấy. Thì quý vị nào có thể nhìn nhận ra được thì có thể alo cho em hoặc có thể để lại bình luận ở phía dưới comment nhá. Và có thể là inbox riêng để em gửi sổ đỏ trước cho quý vị để quý vị an tâm khi mà mua nhà. Với cái căn nhà này, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà ngay, với hiện trạng cũng chỉ có thể dọn đồ về và ở luôn. Căn nhà này có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là đường ngõ trước nhà của căn nhà này nó rất là thoáng và nó cách đường ô tô chỉ khoảng tầm 50m thôi mọi người ơi. Xung quanh đầy đủ tiện ích, ngập tràn tiện ích luôn ý. Chợ dân sinh, mầm non, tiểu học, rồi bệnh viện và đi lên tới trung tâm hành chính quận, đi lên tới trung tâm Hà Đông nó rất là gần. Và hai căn nhà này có cổng ngõ riêng nha mọi người. Đây, quý vị nhìn thực tế cho em. Hai căn nhà có cổng riêng. Đó, thực tế trên video như thế nào thì quý vị đến xem y như thế. Căn nhà này thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Vậy thì thiết kế của ngôi nhà như thế nào? Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ nhà ốp toàn bộ đá granite rồi mọi người nha. Ốp đá màu đen. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ. Mời mọi người theo em chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Đây, cửa gỗ ở phía tầng 1 đây ạ. Mặt tiền của căn nhà là 5m15 mọi người ơi. Cho nên là cái căn nhà này, cái mặt tiền của nó rộng rất là thoáng. Diện tích chính xác của nó trên sổ đỏ là 36,5m. Ngoài phần cửa chính của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô cửa sổ phụ, cũng để lấy thoáng và cái ánh sáng vào cái không gian phòng khách này. Thì với căn nhà này rất là thoáng đây mọi người này. Cửa sổ cũng được thiết kế rất là chỉn chu, hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với cái phần hoàn thiện của cái ngôi nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết về phần gạch lát nền này, cũng như là thiết bị vệ sinh này, những cái nội thất cơ bản này, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được hoàn thiện xong hết chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, giấy phép xây dựng, sổ đỏ, bàn giao luôn. Vâng. Và giá chào bán của cái căn nhà này, chủ nhà đang chào bán thực tế là 3.880.000.000 bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu và với cái căn nhà này thì quý vị có thể chi trả trước Ngọc Ánh khoảng tầm 1.5 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những lãi suất ưu đãi nhất. Thì về phần ngân hàng, quý vị muốn tìm hiểu thêm thì có thể alo riêng cho Ngọc Ánh ngay lập tức để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người nha. Tiếp theo và phần tiếp của ngôi nhà đó chính là cái không gian phòng bếp. Thì đây chính là phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong cũng như là chỉnh chu hết rồi mọi người ơi. Với thiết kế tủ bếp là tủ gỗ sồi và phụ kiện bếp cũng được lắp đặt đầy đủ. Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304. Mặt bếp thì ốp đá đen granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Và đây chậu rửa, vòi rửa đây, hệ thống nước ở đây, hệ thống nước sạch rồi mọi người nha. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng rồi. Căn nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Vị trí của nó rất là gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại cầu trắng, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại viện 103, viện ca Tân Triều. Nói chung đi lại giao thông rất là thuận tiện. Quý vị có thể đi làm ở trục đường Quang Trung, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc có thể đi làm ở cái trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài nha. Ngoài cái phần phòng khách và phòng bếp thì tầng 1 ở đây còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa tay và với cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đây mọi người nhìn thực tế nhá. Nhìn thực tế giúp em ở đây, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim rất là chắc chắn. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng.
Và mời người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem với cái diện tích 36,5m, ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì tầng 2 được thiết kế như sau. Đây chính là cái phần tầng 2, phòng ngủ rất là rộng. Hiện tại Ngọc Anh cũng không bật điện đâu mọi người ạ. Mọi người có thể nhìn thực tế luôn, không bật điện nhưng mà về cái không gian, cái ánh sáng vào trong cái căn phòng này thì rất là thoáng nha mọi người. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Trên cái phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư không lắp hệ thống trần thạch cao quý vị nha, mà ở đây chỉ làm trần thường như thực tế đây. Mọi người có thể nhìn thực tế cho Ngọc Anh luôn cái trần ở cái tầng 2 này. Đó, phòng ngủ rất là rộng, một phòng ngủ rộng vô cùng luôn. Tiếp theo là phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2, cũng rất là rộng, đầy đủ hệ thống bồn cầu, sen tắm, quạt hút mùi, lavabo. Đây, thông thoáng, gạch lát nền, gạch ốp lên tới tận trần mọi người ạ, rất là sạch. Căn này thì có ban công mở thực tế hướng ra được phía bên ngoài. Đây nha mọi người. Đó, ngõ nông, đường thoáng, cách với đường ô tô 50m, gần, rất là gần với bãi gửi xe ô tô ngày đêm ý mọi người. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Đó, đây là tầng 2 của ngôi nhà. Cửa phòng ngủ đây, toàn bộ thiết kế là cửa gỗ lim. Với cái diện tích cái căn phòng ngủ này nó rộng lắm mọi người ạ. Mọi người nhìn thực tế diện tích cái căn phòng ngủ này nó khoảng tầm hơn 20m nha. Rất là tiện, rất là dễ, vừa rộng thì chỗ này rất là dễ kê cái đồ nội thất ở bên trong, giường, tủ, bàn phấn, rất là dễ kê đồ. Tiếp theo mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem tầng 3, 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế khác một chút so với tầng 2 quý vị ơi. Với tầng 3 của ngôi nhà ở đây, chủ nhà thiết kế hai phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Mời mọi người theo em vào phía phân phòng ngủ ở tầng 3. Đây, căn ở bên ngoài đây ạ. Rất là thoáng nha mọi người, cửa sổ thông thoáng. Đó, vuông vắn, căn nhà này thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ ở đầu video rồi, mặt tiền là 5m15, mặt hậu 5m18, có nở hậu một chút xíu, nói chung là vuông vắn. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đây, cửa sổ thông thoáng ra bên ngoài, quạt hút mùi này, bồn cầu này, vòi vệ sinh, sen tắm, nói chung là đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cho quý vị. Phòng thì rất là rộng, nhà thì rất là thoáng, vị trí thì khá là ok. Đây chính là cái không gian phòng ngủ ở phía trong của tầng 3 mọi người nha. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đó, cửa sổ đây. Ống chờ, dây chờ, điều hòa, các phòng đều được lắp đặt đầy đủ. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà. Chỉ với cái căn nhà này thì chỉ có duy nhất tầng 1 là thiết kế cái trần thạch cao ở phía dưới tầng 1 thôi. Còn lại thì các trần còn lại là chỉ để trần thường mọi người nha. Đây là tầng 3 của ngôi nhà rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Đây là Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía tầng 4 thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế toàn bộ là gỗ lim mọi người nha. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây chính là cái khu vực, một cái phòng riêng để làm phòng thờ. Đó, thực ra phòng thờ hay như thế nào thì đấy là cái tùy cái công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn đâu thì Ngọc Ánh sẽ review theo cái quan điểm cá nhân. Nên là mọi người cứ xem hết video review cụ thể rồi mọi người có thể cân đối tầm tài chính. Và có thể gọi điện trực tiếp cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người chọn lựa được những cái căn nhà, những cái vị trí bất động sản ưng ý nhất. Tầng 4 của ngôi nhà còn ở đây là cái khu vực để máy giặt. Đây mọi người nha. Hoặc mọi người có thể lắp thêm cái bồn cầu ở đây tùy mọi người. Còn đâu thì hiện trạng của ngôi nhà chủ đầu tư bán theo hiện trạng như thực tế Ngọc Ánh quay thôi. Và phần còn lại là phần sân phơi. Thì đây là sân phơi của ngôi nhà, khá là rộng, đầy đủ chi tiết. Xung quanh thì ngập tràn tiện ích mọi người ơi. Ngập tràn tiện ích luôn, mọi người có thể nhìn giúp em ở đây này. Xung quanh rất là gần với lại khu dân cư đông đúc.
xung quanh và cũng rất là nhiều chung cư cao tầng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.